Thì đây là cái món thịt vịt kho sả ớt mình đã thực hiện xong và cho ra đĩa đây mọi người ơi. Mình kho kiểu này thì cái món vịt ăn rất là thơm ngon, thấm vị, hào cơm lắm nhé mọi người. Đây những cái món thịt vịt này, màu sắc rất là hấp dẫn, thơm ngon lắm mọi người ạ. Cách làm thì vô cùng là đơn giản thôi. Mọi người trông có ngon miệng không ạ? Vào bếp cùng mình cho vui mọi người nhé. Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình lại vào bếp làm cái món ăn cũng đơn giản thôi á mọi người. Hôm nay mình sẽ ăn cái món thịt vịt. Là mình sẽ kho với lại sả ớt mọi người nhé. Đây là ớt này. Mình đã thái ra như thế này. Đó, ớt này cay lắm đó mọi người ạ. Còn đây là sả này. Đó, hai ngoài nương vào cũng đã bằm nhuyễn rồi. Mình kho với lại thịt vịt mọi người nhé. Con nửa con vịt mình đã làm sạch rồi. Bóp cái muối cho nó hết cái mùi hôi đi. Rửa sạch ra cái miếng vừa ăn. Đó thì đầu tiên mình sẽ ướp qua cái phần thịt vịt này nhé. Đây, kho với sả ớt thì mình sẽ cho phân nửa cái sả bằm nhuyễn vào mình ướp này. Còn một nửa mình để mình phi cho nó thơm nhé. Đó, cho sả vào. Đây mình cho vào đây. Đây là một thìa nước mắm này. Cho thêm một thìa nữa nhé. À, nước mắm vào cho nó thơm ngon. Đây, cho một ít cái bột ngọt. Đây, mình cho một ít cái muối ăn. Đây mình cho một chút cái bột nghệ nhé. Đó rồi, mình sẽ trộn đều để mình ướp. Trộn đều đi cho nó thấm cái gia vị. À, ướp cho nó thấm gia vị mình kho. Kho sả ớt rất là ngon cơm luôn đấy. Đó rồi, để đây ướp một lát nhé. Đó rồi, mình cho một chút dầu ăn vào cái chảo này nhé. À, mình sẽ cho vào đây 3 thìa đường. 3 cái thìa đường nhỏ nhỏ thôi. À, cho ít đường như vậy. Rồi, thắng cho cái đường này nó ra cái nước màu nhé. Đó, đường mình thắng như thế này là cũng được rồi đây. Là nó sủi cái bọt vàng vàng như vậy là được nhé. Thắng kỹ quá là nó cháy thua đen thùi lùi đấy. À, mình sẽ cho cái phần sả còn lại vào. Cho luôn cái phần ớt nhé. Đó, cho sả ớt vào phi thơm lên. À, quá trời là thơm phức luôn mọi người ơi. Cái mùi thơm của tỏi với lại ớt ấy. À, thắng thêm một chút đường màu sắc rất là hấp dẫn luôn. À, mình cho sả với ớt vào mình xào qua một lát như thế này. Cho nó cực kỳ là thơm ngon lên. Đó. Thơm ngon hấp dẫn như vậy. Mình sẽ cho cái thịt vịt mình đã ướp lúc nãy vào này. Đây, nhất thủ nhì vị này. Đây, cái đầu của nó chẻ đôi ra. Đó, còn đây là cái đùi này. Đó, cho vào. Cho hết vào nhé. Rồi mình cho vào mình sẽ đảo qua một lát. Cho thịt này nó săn lại. Săn lại cho nó thơm ngon. Đó, mọi người trông là nó bắt đầu thấm cái nước màu gia vị. Chuyển màu rất là hấp dẫn đấy.
Đấy, mình khoan cho nước vào nhé. Đấy, cứ xào qua hơn phút gì đấy cho những cái miếng thịt vịt này nó săn lại, nó xe lại, nó thơm ngon rồi mình mới chế nước vào mình kho. Đó, đảo qua đảo lại một lát. Làm như vậy cho cái món kho nó thơm ngon lắm mọi người. À, đơn giản như vậy thôi. Rồi mình sẽ chế thêm một ít nước sôi vào. À, những cái miếng thịt vịt nó bắt đầu săn lại này. À, nó săn lại nó rất là thơm ngon. Chế thêm một ít nước sôi vào mình kho cho nó đậm đà đưa cơm. Mình làm kiểu này thì mình không cần cho nhiều nước đâu nhé, cho lượng nước ít thôi. À, mình sẽ cho nước sôi. Đây, nước sôi luôn trừ sẵn trong phích. À, mình chế thêm một ít thôi. Đó rồi, mọi người thấy mình cho vừa nước, rất là vừa phải, không cần phải ngập cái số thịt đâu. Cho lượng nước vừa phải như vậy. Rồi, mình sẽ thêm vào đây thìa nước mắm này nhé. Lúc này mình ướp nó cũng tương đối rồi, cho thêm một chút nước mắm vào. Vậy là ok thôi. Cái thìa này nó cũng bé bé đó mọi người, nên là mình cho vài thìa như vậy. Nói chung là nêm nếm vừa khẩu vị, sở thích ăn uống là được thôi. Đây rồi, nắp vung đây. Mình sẽ đậy lại, mình kho cho nó sệt nước lại, là sẽ được cái món ngon đấy. Đây, cái món thịt vịt kho sả ớt của mình như vậy là được rồi đấy mọi người này. À, mình kho cho nước nó sệt như vậy nhé, nó sẽ thấm vị mà nó lên cái màu sắc rất là hấp dẫn luôn. Thơm ngon lắm mọi người ạ. Món kho như thế này ăn rất là thơm ngon, không sợ bị hôi mọi người nhé. Ăn rất là ngon cơm luôn. Mình sẽ giữ một ít cái nước như thế này, này cho cái món kho nó đậm đà. À, giờ mình tắt bếp, mình cho ra đĩa mọi người nhé. À, rồi. Rồi đây mọi người ơi, mình đã hoàn thiện xong cái món thịt vịt kho sả ớt và cho ra đĩa này. Vô cùng là đơn giản, vô cùng là thơm ngon, hấp dẫn, hao cơm lắm nhé mọi người. Mọi người trông có ngon miệng không ạ? Rất là đơn giản thôi, ai cũng có thể làm được. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau ạ.